Kính thưa các bạn, tôi đang đứng đây ở ngay trước cửa trung tâm thương mại Thái Bình Dương của Berlin. Ngày hôm nay, theo thông tin được biết thì bắt đầu từ 9 giờ đã có cuộc khám xét rất lớn tại trung tâm thương mại này. Có hàng trăm cảnh sát đặc biệt để làm nhiệm vụ ở đây. Và sau lưng tôi các bạn cũng đã thấy những chiếc xe của cảnh sát đang đi ra. Có lẽ họ đã gần kết thúc cái cuộc khám xét của mình. Cảnh sát cũng đã được hỏi nhưng họ chưa tiết lộ cái thông tin hôm nay họ khám xét và làm những cái vấn đề gì ở trong khu thương mại này. Và trước đây khu thương mại cũng đã từng xảy ra rất nhiều cái vụ án khác nhau ở trong này, và cả những cái vụ khám xét tương tự như vậy cũng đã diễn ra, như vụ đánh bạc có chất phóng xạ ở trong khu trung tâm thương mại này. Sự việc nghiêm trọng gần đây khi chính quyền được tin từ một công ty môi trường, họ phát hiện ra rằng trong xe đổ rác của họ chứa lẫn chất phóng xạ. Nước Đức từ trước đến nay rất bình yên, nhưng bây giờ đã xảy ra một vụ việc gây chấn động. Cảnh sát Berlin đã lập tức được điều động tới điều tra hiện trường để tìm ra nguồn gốc của số lượng phóng xạ nguy hiểm này. Và điều bất ngờ là số phóng xạ này đã được phát hiện ra từ một nhóm người Việt Nam tụ tập ở một khu chợ chuyên cờ bạc. Sau đây mời các bạn theo dõi bản tin tường thuật của chúng tôi về vụ việc phóng xạ được phát tán từ những người Việt Nam ở đây. Viện Công tố Cảnh sát Điều tra bang Berlin vừa đưa ra thông báo phát hiện chất phóng xạ trong một khu chợ của người Việt Nam. Vụ việc được phát giác trong lần kiểm tra chiếc xe chở rác của một công ty môi trường tại Rudersdorf, một vùng nằm ở ngoài ô Berlin nhưng thuộc Brandenburg. Máy đo nồng độ phóng xạ đột nhiên phát tín hiệu báo động khi chiếc xe chở rác màu vàng của công ty môi trường này chạy vào qua các cảm biến đặc biệt. Lập tức, cảnh sát và trung tâm theo dõi phóng xạ của Văn phòng An toàn Lao động, Phòng bảo vệ sức khỏe của bang Berlin được thông báo và tiến hành khẩn trương truy tìm nguồn gốc các chất phóng xạ nguy hiểm này. Các dấu vết được chỉ dẫn về trung tâm thương mại Thái Bình Dương, đường Mansanderstrasse 17, Berlin. Đây là một trung tâm của người Việt Nam. Ngay sau đó, hôm 16, cảnh sát đã huy động lực lượng lớn để khám xét tại một nhà hàng, các câu lạc bộ, tiệm karaoke và căn hộ riêng tại Berlin của nữ chủ quán người Việt Nam 41 tuổi. Và khi người này nếu bị kết án thì sẽ bị phạt một số tiền rất lớn và có thể nhận tới 5 năm tù giam về tội phát tán chất phóng xạ. Tại các địa điểm trên, cảnh sát tìm thêm được nhiều quân bài được đánh dấu bằng chất phóng xạ York 125. Theo phân tích của một chuyên gia chia sẻ, khi bị nhiễm chất phóng xạ trực tiếp qua da, nó sẽ gây hậu quả tai hại cho người nhiễm như có thể bị ung thư, bị tác động lên dây thần kinh, ảo giác, chóng mặt, không ý thức được. Nếu bị nhiễm từ đường không khí, người hít phải có thể sẽ bị chất phóng xạ tích tụ trong cơ thể gây hậu quả thông qua các vụ việc sau như sinh con bị tật bẩm sinh, câm điếc, vân vân. Ngoài ra, các triệu chứng có thể xảy ra đối với mọi người khác như buồn nôn, mệt mỏi, kèm theo nổi ban đỏ. Trả lời câu hỏi của tờ Thời báo .de, Cảnh sát điều tra Berlin LKA cho biết có lẽ những quân bài này được đánh dấu bằng chất phóng xạ York 125 để khi đánh bạc, người chủ sẽ đeo một thiết bị cảm biến đặc biệt giúp nhận ra đối phương đang có những lá bài nào với mục đích tạo lợi thế phần thắng khi chơi tại đây. Lập tức, các địa điểm có nghi vấn trong trung tâm thương mại Thái Bình Dương ở Berlin được niêm phong để phục vụ điều tra. Vụ đưa người vào làm lậu cũng như nhập cảnh trái phép và cư trú và sống ở trong cái khu một cái phòng ở trong trung tâm thương mại này là do những cái người ta thuê ở đây, và cái người chủ thương mại họ nói rằng họ không biết cái điều đó. Và cách đây một thời gian ngắn cũng đã diễn ra cái sự việc đó là tờ Thời báo.de đã tường thuật trực tiếp vụ việc chùa Phổ Đà ở đây đã có những cái diện tích xây dựng trái phép bất hợp pháp và họ bắt buộc phải dỡ đi, nhưng cho đến hôm nay vẫn điều đó vẫn chưa được thực hiện. Cũng ngày hôm nay nhiều hộ kinh doanh đi vào khu thương mại này để họ vào mở cửa hàng nhưng đã không được phép, và không ai có thể được phép vào hoặc ra khỏi trung tâm thương mại này từ sáng nay khi mà thời gian khám xét bắt đầu diễn ra tại đây.
Và ở đây cũng có hàng trăm cửa hàng của người Việt Nam cũng như các nước khác họ thuê để bán hàng cũng như bán buôn và bán lẻ và làm nhiều cái dịch vụ khác nhau ở trong này. Và tờ Thời báo.de sẽ tiếp tục đưa tin trong thời gian tới khi chúng tôi nhận được những thông tin rõ hơn về vụ việc khám xét ngày hôm nay tại Trung tâm Thương mại Thái Bình Dương ngày 16 tháng 6 năm 2022 thứ Năm. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo.de.